Bồ đề chúng niệm Phật thuộc gia bị. Nam mô a Bổn Sư Thích Kính thưa đại chúng, hôm nay cho thầy được nhắc lại trường hợp của A Xà Thế gặp Đức Thế Tôn sám hối đại tội sát hại vua cha của mình. A Xà Thế bạch Đức Thế Tôn, cho con được sám hối xin lỗi đã giết hại cha của mình. Cha con là một vị vua anh minh, là một vị vua công chính, nhưng con vì lòng tham quyền lực mà đã giết hại vua cha của mình. Nguyện Đức Thế Tôn chứng minh lời sám hối của con hôm nay. Nội dung nôm na là như vậy. Thưa quý vị, chúng ta căn cứ ở trên cái hình thức đó để chúng ta chiêm nghiệm cái pháp sám hối nó như thế nào. Thế thì chúng ta thấy rằng pháp sám hối tức là người đó phải thấy rõ cái hành vi của mình gây ra, tức là thấy rõ, ý thức rõ cái việc của mình gây ra nó xấu như thế nào, nó hại như thế nào, rồi bản thân người đó họ không có muốn tái hiện lại hay là lặp lại cái xấu tương tự như vậy nữa, tức là trong lòng họ phát khởi lên, có thể họ chưa làm được nhưng mà dấu sao đi nữa, ở trong tâm của họ đã phát khởi cái ý nghĩ là muốn thay đổi chứ không có muốn lặp lại nữa. Đây là một sự thệ nguyện, đây là một cái sự phát nguyện, đây là một cái sự tuyên thệ là không có vấp phải cái lỗi lầm nữa. Như vậy thưa quý vị, chúng ta chiêm nghiệm lại trong đời sống của mình, những cái lỗi lớn lớn thì có người có người không, nhưng đa phần những cái lỗi lặt vặt chúng ta gây ra rất nhiều. Chúng ta gây ra rất nhiều. Và đôi khi chúng ta không để ý, hoặc là chúng ta không đủ trí tuệ để thấy, hoặc là chúng ta do vì cái cuộc sống bận rộn mà không đủ trí tuệ để nhìn lại, mà chỉ dùng hết tâm trí của mình để nhìn những cái gì cần giải quyết ở trong đời sống hàng ngày, những cái lo toan, những cái chướng ngại cần phải vượt qua. Mà do vậy chúng ta mất đi một cái khoảng tâm hồn để nhìn lại một số cái lỗi lầm mình đã gây ra. Vậy thì hôm nay chúng ta nhìn lại, chúng ta học cái giáo nghĩa luân hồi sám này như là một sự nhắc nhở. Nhắc nhở ở trong tâm của chúng ta là cái lỗi chúng ta gây ra nó từ phương diện nào và nó bắt đầu từ đâu. Rồi chúng ta thấy được nó thì chúng ta đề phòng. Ví dụ như một người nào đó họ đi ngang qua chỗ đó, cái chỗ đó nó có cái hố gà đi ha, cái ổ gà đi, đá nó gập ghềnh đi, họ để ý chỗ đó. Mặc dù họ chưa sửa chữa được nhưng mà họ để ý chỗ đó, thì lần sau nếu như cái bước chân họ tương tự, họ sẽ dè dặt thì họ sẽ không có vấp phải cái lỗi. Còn nếu họ không để ý, thế nào họ cũng gây ra những cái tai họa. Chúng ta tu không phải chỉ biết ngồi tụng kinh, gõ mõ, hành thiền, đó chỉ là cái phương tiện tu hành chứ thực sự không phải là sự tu hành như vậy. Tu hành tức là một cái phát khởi ý nghĩ và quyết định thay đổi đời sống của mình, thay đổi tâm tư của mình. Mình nhìn trong tâm của mình cái tập khí xấu nó chỗ nào và phải sửa từ đâu, thấy rõ như vậy đó mới là người quyết định tu hành. Thế thì ở đây chúng ta thấy luân hồi sám dạy chỉ ra chúng ta gây ra những cái lỗi rất là nhiều, nhưng mà đôi khi không chỉ tí mí, không chỉ nhỏ nhỏ nhặt xuống, chúng ta sẽ không thấy. Và tại sao chúng ta phải học cái này hả? Tại vì chúng ta không quên mục đích chính là chúng ta muốn lãnh hội đại pháp thậm thâm của Thủ Lăng Nghiêm.
thì chúng ta phải dọn dẹp cái tâm mình cho đầy đủ, cho sạch sẽ. Thầy tin chắc rằng nếu như ai coi thường cái đây, không thể nào học Thủ Lăng Nghiêm nổi đâu. Mà có học thì cũng có nhiều duyên thôi, chứ không có gặt hái được nhiều ở trong tâm đâu. Thì đây là những cái trải nghiệm của những người mà họ đã đi qua con đường tu học và thấy cần như vậy, thành ra phải làm như vậy để rồi chúng ta lãnh hội đại pháp. Không phải tự nhiên Đức Phật ra đời và nối những cái giáo pháp thượng thừa, mà trong khi không nối những cái đơn thuần ở trước mặt. Thì cũng thế, chúng ta chuẩn bị tâm của mình. Thành ra mong rằng quý vị nếu như muốn, và như trước đây thầy đã thưa đạo đại chúng là chúng ta chỉ cần học được 6 quyển Thủ Lăng Nghiêm thôi là chúng ta đã không có lầm đường lạc lối trong sanh tử luân hồi rồi đó. Nhưng mà với điều kiện là phải học chắc chắn, chứ đừng học mà trước mà nháo rồi nói ồ con học cũng 7 quyển mà sao không thấy hết trời. À, mà thầy nói 6 quyển được rồi, con 7 quyển thấy chưa xong. Thì chứ nó là do cái lỗi không phải ở thầy ha. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Sám văn nói rằng đệ tử chúng con lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thủy cho đến ngày nay. Từ vô thủy mình không biết, đến ngày nay tất cả có bao nhiêu mình đều sám hối. Cái tội này do đâu gây ra? Do thân khẩu ý gây ra. Do thân khẩu ý gây ra. Chúng ta biết chắc rằng thân khẩu ý là cái cửa ngõ để gây ra những lỗi lầm. Chứ không có thân khẩu ý làm sao gây ra lỗi lầm được, phải không? À, mà ở trong cái thân khẩu ý nó thúc giục bởi cái gì? Bởi tham sân và si. Bởi tham sân si. Nếu không có tham sân si làm cái động lực thúc giục thì thân khẩu ý đâu có gây ra tội lỗi. À, và tại sao tham? Tại vì mong cầu nó có được một điều như ý muốn, mà lúc bây giờ chúng ta không muốn buông bỏ nó. Chúng ta không muốn buông bỏ nó. Các vị cẩn trọng giùm thầy cái điện thoại đó. Chúng ta mong muốn gì đó có được, chúng ta không muốn mất nó, mà chúng ta muốn giữ. Chúng ta muốn giữ nhiều hơn nữa. Cho nên do cái tính sở hữu, do sự chấp trước đó mà sinh ra tham. Và nếu như mà không giữ được thì sao? Thì sân. Và cái trạng thái mà buông bỏ đi, tâm mình nó trở nên trống vắng, nó lo sợ. À, cái đó gọi là si. Sự buông bỏ, nó sinh ra hụt hẫng trong lòng, để đi kiếm một cái đó để lấp vào. Giống như một người có một người chồng, sống cái đời sống chồng con chán quá, từ biệt. Nhưng mà từ biệt lát nó buồn, thấy ông nào ghẹo ghẹo lại muốn để ý nữa, phải vậy không? Nó buồn nó do cái đó đó. Nhưng mà khi có rồi thì muốn giữ, mà giữ thì muốn tăng lên không được thì nối sân. Nó cứ tham sân si như vậy, bắt đầu nó làm nó quấy nhiễu trong tâm, cái sự thanh tịnh yên ổn không còn nữa, bắt đầu nó mới sinh ra tội lỗi từ thân khẩu ý. Đó là cái cửa ngõ căn bản. Nhưng ở đây nó gây như thế nào? Nó gây ra nhiều cái nỗi bất bình. Bất bình tức là nó không có công bằng. Nó bất bình, nó phi lý. Như chỉ có biết thân mình, không biết có thân người. Đời sống này có không à? À, trong cái sự chúng ta đi chợ, chúng ta thấy người ta muốn chen vào đứng phía trước, không chịu xếp hàng. Chỉ biết thân mình thôi, nó không biết cái thân người. Những cái việc như vậy nó xảy ra rất nhiều. Mà tại sao mình hành động như vậy? Đó là do thân khẩu ý mình sao trong đó, cho nên mới có những hành động đó. Chỉ biết có mình khổ, không biết có người khổ. Có phải vậy không ạ? Chúng ta cứ thấy mình khổ quá, đời mình sao khổ quá. Và thầy cũng có duyên là tiếp xúc nhiều Phật tử, nói ra thầy cũng có may mắn hơn chút, tức là trong cái vai trò của một vị tu sĩ thì thầy có cơ hội tiếp xúc với nhiều tầng lớp người, già có, trẻ có, lớn có, bé có, đối tượng nào thầy cũng tiếp xúc được. Và khi tiếp xúc như vậy, thầy có một cái kinh nghiệm nhìn lại là hình như ai cũng khổ, không có ai sung sướng hết. Hồi lúc ở Việt Nam thấy khổ quá,
thấy Phật tử khổ vô cùng cho nên trong lòng chua xót, thành lúc nào cũng cứ tìm đủ mọi cách, cứ muốn giúp cái này, muốn cứu cái kia, muốn xả thân luôn luôn vậy đó. Và nghĩ có lẽ mình đi Mỹ chắc chắn là mình sướng rồi, nghĩ chắc sướng rồi, nhưng mà tao thấy y chang, giống nó giống nhau hết, gọi là chúng nó giống nhau, tức là cái nghiệp chúng sanh á, cho dầu trên quả địa cầu này chạy đông chạy tây chỗ nào cũng có cái sự giống nhau như vậy, có những cái nét giống nhau, và hình như ai cũng có những cái nỗi niềm, những cái sự cực khổ nào đó ở trong tâm, và bản thân người đó cũng rất khó chịu, họ đang muốn tìm cách để vượt qua, để từ bỏ nó, để ra khỏi nó, nhưng thực sự rất khó khăn. Cái khổ này ai cũng vậy hết quý vị. Mà bây giờ nếu như chúng ta suy nghĩ thêm một chút xíu, làm sao cho chúng ta thấy hết khổ? Đó là giá trí chúng ta xây lại, không có nhìn tới khổ đó nữa, mà chúng ta xây ngược lại, gọi là quay đầu là bờ, quay lại. Chúng ta nhìn thấy có cái người kia, họ có một cái giò, mình được hai chân, mình thấy mình hạnh phúc hơn. Đó. Họ như ở tại cái vùng nào đó, dân Sóc Trăng, cái vùng nào mà dân Campuchia đó, cái dân nó khổ, có một cái cam mà nó bu chia ra khổ rồi, mà cũng như là làm mấy người lột củ hành đấy, nó đuôi hết một nhà bảy người mà có một mắt, cái nhà đó một cái hộ bảy người mà có một mắt, tại sáu người đuôi còn người nữa là còn một con thôi, mà cái người còn một con đó là đi làm mọi thứ để giúp cái sáu người kia, mà họ đuôi cả ngàn người như vậy không biết. À, những cái vùng đó như vậy, cái nghiệp lực thì mình không nói rồi, nhưng mà mình thấy họ quá khổ. Còn những cái có những cái giá trị hạnh phúc mà chúng ta có được, mắt chúng ta nhìn, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, rất là sung sướng. Và thấy các cô Phật tử lớn lớn ở đây tay chân liều khiều để mà có thể lái được một chiếc xe hơi đi. Hồi xưa thầy mới tới đây thầy thấy ngưỡng mộ vô cùng. Nếu đời mình chắc không bao giờ lái được chiếc xe hơi. Thấy mấy cô lớn tuổi có thể lái được một chiếc, hạnh phúc vô cùng. À, mình leo xe ngồi rồi sợ nó chạy không biết làm sao. Cho nên có những điều mà chúng ta nhìn lại, chúng ta có quá nhiều hạnh phúc đó, chúng ta cứ quán chiếu ngược lại như vậy chúng ta thấy. Vậy thì có một cách nữa là chúng ta dùng cái tâm từ bi, tức là chiêm nghiệm cái khổ đau của người khác, và thấy chúng sanh trên thế giới này khổ đau rất nhiều, và do vậy cho nên cái lòng ích kỷ của mình nó không còn nữa, và chúng ta muốn làm gì đó để chia sẻ bớt cái đau khổ cho họ. Như vậy thì tự nhiên mình thấy có an lạc xuất hiện trong lòng. Đây gọi là không nên sống theo cách là chỉ biết mình khổ mà không biết có người khác khổ. Chỉ biết có mình cầu cái niềm vui, không biết có người khác cầu niềm vui. Chỉ biết có mình cầu giải thoát, không biết có người khác cầu giải thoát. Chỉ biết có gia đình mình, có quyến thuộc của mình, không biết có gia đình của người. Những điều này đúng không ạ? Quá đúng rồi chứ. Chỉ ra những cái lỗi này và chúng ta cái hành động chúng ta không để ý, chúng ta cứ cần làm sao cho gia đình mình được an ổn hạnh phúc là rồi, không biết gia đình người khác họ sẽ như thế nào. Nhưng có những người họ chỉ biết hy sinh cho người khác thì cũng không được. Cho nên cái sự cân bằng này á, chúng ta bằng sự tâm tu mới cân bằng lại được. Chỉ biết có mình cầu giải thoát, không biết người khác. Mình đến chùa mình tu, mình muốn thể hiện một sự lấn nước, mà mình không biết rằng có những người khác họ cũng cần cái mái chùa, họ còn cần nương tựa để họ tu học. Mình không biết, mình chỉ biết mình được vui, được thích là được. Mình chỉ biết chi phối cái hoàn cảnh đó, nhưng mình không biết rằng người khác họ cảm nhận ra sao. Đây là những điều mà chúng ta phải để ý. Nếu không, thế nào mình cũng gây ra những cái lỗi do thần khẩu ý. Chỉ biết có gì nữa, có quyến thuộc của mình, không biết có quyến thuộc của người. Biết có quyến thuộc trong gia đình mình, có quyến thuộc của mình mà không để ý tới quyến thuộc của người. Đây là ý nói, có những người họ bán sống chết vì cái tộc họ của họ. Họ làm mọi thứ vì tộc họ của họ. Và chỉ biết có thân mình hơi ngứa một chút, hơi đau một chút đã chịu không nổi
Thế mà khi làm cho người khác đau đớn thì họ sợ, sợ họ không đau, ít đau, không thấm thía. Tức là khi giận lên đó, là muốn làm cho người ta đau khổ, muốn nói những cái lời đê nghiến làm sao cho người ta tăng cùng sự đau khổ mà chưa hả dạ, và sợ bên trong đó họ chưa đủ cái độ đau. Còn bản thân mình chỉ cần đau một chút thôi là chúng ta nhăn nhó, chúng ta muốn mỗi người phải phục vụ mình, thương nhớ tới mình, lo lắng cho mình. Mình giúp cho ai một chút xíu thôi mình nhớ người ta, mình muốn người ta ghi nhớ công ơn đời đời. Nhưng bản thân mình ấy, thì chẳng muốn giúp ai gì nhiều hết. Đó là những cái cánh mà do gì hả? Do ích kỷ. Do cái tâm ích kỷ. Rồi nó có cái gì? Cái tâm ích kỷ nó sinh ra gì? Tị hiềm, ghen tị, ích kỷ. Chỉ biết cái mình khổ một chút ở đời hiện tại mà không biết sợ khổ vô lượng kiếp ở đời vị lai. Ở đây là nói về cái trí tuệ nó nông cạn. Chỉ biết rằng làm sao cho giải quyết cái khổ đau ở trong hiện tại một chút thôi, mà không biết rằng cái nhân đó nó sẽ dẫn tới những cái đau khổ rất lớn trong nhiều kiếp tương lai. Mình không thấy rõ cái điểm đó cũng rất nguy hiểm. Ví dụ như bây giờ mình tu tập một chút, mình thấy khổ quá, nhưng không biết rằng ở trong cái khổ đó là cái nhân để rồi mình giải thoát những cái lớn lao sau này. Mà còn trong khi á, mình vui đùa một chút xíu, mình nghĩ rằng á, là nó hạnh phúc trong đó, nhưng mà không ngờ nó là cái nhân đau khổ cho nhiều kiếp trong luân hồi. Đây là những cái điều mà chúng ta không nghĩ tới. Bởi vì làm ác chết rồi phải đọa trong địa ngục, chịu đủ thống khổ cho đến không biết sợ khổ vô lượng trong đường ngã quỷ, ở trong đường súc sanh, trong đường A-tu-la. Ở trong cái cánh khổ con người chúng ta có thể hình dung ra được, nhưng trong cái khổ của một cái con súc vật không có thể nào tưởng tượng được. Đối nó không biết gì đó anh, nhưng cái đối đó nó đang hoành hành trong người của nó. Và cái nghĩ cái gì nó ráng nghĩ, nghĩ cũng không ra, vì đầu óc của nó ngu si. Đời sống của nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái người khác, hoặc là tùy thuộc vào cái gì đó mà nó không thể tính toán được, nó không thể nào làm chủ được một chút xíu. Thậm chí nói xin lỗi, nhiều khi thấy con chó nó muốn mở cái cửa nó không biết làm sao, nó lấy cái miệng nó đưa chỗ khóa, nó biết chỗ đấy mở nhưng mà nó không làm sao được. Nó thấy thức ăn ở trong thùng đó nhưng nó không làm sao lấy ra đỡ ăn. Chúng ta nếu như vậy chúng ta khổ biết chừng nào, nhưng chúng ta không hình dung ra, chưa nói cái khổ của những chúng sanh trong cảnh giới Atula hoặc là trong cảnh giới ngạ quý. Ngạ quý thường thường tuổi thọ rất là sống cả ngàn năm, tuổi thọ nó so với con người tuổi thọ sống cả ngàn năm. Cái những cái cảnh mà đối khác trong ngạ quý thì không thể nào tương tượng cho được, nhưng mà chúng ta không hình dung ra được. Ở trong cái Atula là cái sông ấy, trong cái sân nó đau khổ lắm. Chúng ta sân có sung sướng không? Từ đó mà thấy rằng Atula nó thường sống ở trong cái sự tức giận. Cảnh giới nó là vậy mà. Đấy. Vậy thì thưa quý vị, ở đây chúng ta chỉ gom lại một cái điều đơn giản thôi. Đó là gì? Đó là ích kỷ và tật đố. Cái lòng ích kỷ và tật đố. Đấy. Nó là hạt nhân thúc dục gây ra phiền não, và phiền não nổi lên trên mặt tâm của chúng ta, và tùy theo cái duyên thuận hướng nào thì chúng sanh đó nó bộc lộ ra bằng thân khẩu ý. Ví dụ như cái giờ họ yếu quá, sức khỏe họ không có một cái duyên họ đánh người khác, và khi phiền não ít cái tật đố họ nổi lên thì họ chửi, lấy cái miệng họ chửi. Và bây giờ họ không dám chửi thì sao? Họ ngậm miệng lại, mà trong người họ suy nghĩ đó. Hoặc là họ có điều kiện thì họ dùng tay chân của họ đàn áp người khác. Thân khẩu ý nó tạo ra tội là do ích kỷ và tật đố. Và Phật nói rằng ta không có nhìn thấy cái sự hủy hoại nào nhanh chóng bằng lòng ích kỷ và tật đố với người đồng phạm hạnh. Tuyệt vời không? Bằng tuệ giác của Phật ngài mới thấy rõ. Ví dụ ở trong một gia đình, ta không thấy rằng
là cái gia đình đó nó nhân hủy hoại cái gì nhanh hơn bằng là những người trong gia đình đó họ sống bằng ích kỷ và tật đố, họ làm khổ nhau, họ hủy hoại nhau và trong gia đình đó biến thành địa ngục. Họ thấy anh chị em của họ hơn họ một chút, họ ganh tị, họ muốn người đó thua mình, tầm thường hơn mình. Thậm chí gia đình mình, anh em mình được người khác khen, mình cũng không hoan hỷ nữa. Mình tìm cách đấy, mình nối ra cái lỗi xấu của họ trong gia đình, đỡ cho người khác, họ không còn khen cái người trong gia đình nữa. Nó có nhiều cái việc, nó gọi là do ích kỷ và tật đố. Mình nối đỡ trong lòng thì còn tạm, nhưng mà khi nối ra cái miệng thì nó thành ác khẩu. Mà ác khẩu thì gia đình đó ly tán. Và khi ngồi lại chỉ là cả bầu trời đấu đá thôi, chứ không có hạnh phúc. Dễ sợ không? À, như thế chúng ta nhìn, chúng ta học Phật á, chúng ta nhìn như vậy và chúng ta nhìn trong tâm của mình, để chi mình không khởi tâm lên nữa, mình không có dẫm phải những cái hạt giống đó, đó chính là sám hối. Cái không phải sám hối là mình cứ cặm cụi mình lạy sám hối, không phải đơn giản như vậy. Không thấy thì làm sao từ bỏ. Cho nên đọc những đoạn này, có thể các vị đem quyển này vừa đọc, nhưng mà ngồi một chút xíu để cùng phân tích mối xảy ra, chúng ta mới thấy rõ hơn. Còn nếu như tự đọc thì nó cũng qua, nhưng mà để thấy rõ thì chưa hẳn đâu. Hoặc là chưa chết thì chúng ta chịu đọc nữa là khác, chứ đừng nói là thấy rõ. Cõi người và cõi trời cũng có vô lượng thống khổ mà không tự biết. Những cõi cao hơn như cõi con người chúng ta cũng có vô lượng thống khổ vậy. Cõi trời cũng thế, cũng có vô lượng thống khổ. Chỉ vì tâm không bình đẳng, có phân bỉ ngã, có niệm oán thân, làm cho oán thân tràn khắp lục đạo. Tràn khắp lục đạo tức là ở trong sáu nẻo luân hồi, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ nghiệp. Dỡ sợ. Tôi đọc những cái đoạn như vậy chúng ta thấy trong tâm mình phát nguyện đó. Cho nên những câu này có vẻ nó lặp lại nhiều lần, nhưng thực ra nó là từng mốc vấn đề. Và chúng ta phát nguyện trừ diệt từng phần như vậy. Diệt được hay chưa thì chưa nói, nhưng trong tâm chúng ta trước phải có sự phát nguyện. Phát nguyện trừ diệt những cái tâm xấu ở trong lòng mình trước đi, thì cảnh giới mình nó mới có sự mát mẻ được. Còn trong tâm mà không trừ diệt nó thì làm sao có an vui được. Chưa nói chuyện trong tâm tật đố ích kỷ, bất không giữ lễ công bằng trong cuộc sống. Dạ. À, cảnh giới này thầy hỏi thầy hiểu rồi. Đôi khi mình nghĩ thì mình nghĩ cho mình cẩn thận, nó trên trời ai muốn gì có đấy, họ không phải đơn giản như vậy. Có những cõi trời họ muốn lên những cõi trời cao hơn nữa, nhưng có những cõi trời họ còn muốn thống lĩnh những chúng sanh khác. Ví dụ như đơn giản chư thiên cõi trời mà nó muốn thống lĩnh chúng sanh khác, tâm của chúng sanh ở cõi nào nó cũng có cái tâm đó, mà nó thống lĩnh không được, nó nổi sân khơi sự đấu đá, hết cái phước trời nó rơi xuống Atula liền lập tức. Nhưng có những cái cõi trời nó muốn lên cõi trời cao hơn nữa, ví dụ như sáu tầng trời cõi dục là cả một vấn đề rồi. Đừng nghĩ rằng cõi trời nào cũng muốn được, muốn cái gì được cái đó, nó tùy theo cõi. Cảnh giới con người chúng ta, có người nói với thầy thế này này, có người nói mình làm việc cả đời không bằng Bill Gates ông chơi một ngày, đúng không hả? Hiện tại Bill Gates ông đi ra vô ông chơi một ngày, cái thu nhập của ông hơn mình làm một đời góp lại, phải không? Có đúng vậy không? À, chúng ta không thấy ông ta đã tạo cái trí tuệ từ đời nào, và chúng sanh ở ngoài đời cầu này ông mang cái ơn bố thí ông ta mức nào, rồi những cái gì ông ta làm nó trở thành một cái guồng máy rồi, nó giống như một chiếc máy bay nó bay lên trời rồi thì cứ vậy nó đi, còn mình không chịu bay lên trời cứ đi dưới đất này, làm sao mà đi so với cái tốc độ của máy bay được. À, thì cũng thế, hai cảnh giới đó chúng ta không tưởng tượng ra được rồi. Cũng giống như con cá, làm sao nó tưởng tượng được cái đời sống của con người.
hoặc là làm sao mình có thể hiểu được cái niềm vui của cá. Cho nên tất cả những cái cảm thọ này, hạnh phúc và khổ đau tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái bối cảnh. Các vị học đạo thấy có niềm vui, nhưng có người đến chùa nghe gì vậy, nói gì vậy, chán quá. Nó có những trường hợp những cái cảm thọ nó khác nhau. Những người không thích học đạo, bác họ đến đây họ ngồi đây một phút thôi họ phiền não vô cùng. Trong nhà có ai đó đến đón người thân, các vị ráng niệm Phật thêm 5 phút để cho an lành, thấy hạnh phúc quá. Người đứng ngoài kia họ nổi giận, lửa cháy trong lòng của họ. Chúng ta thấy không, cầm cung là cái chùa, cung là một việc, nhưng mà cái cảm thọ bên trong nó khác nhau, không thể nào so sánh được. Không nên đem cái cảm thọ của mình để so sánh với các cõi được. Ở đây tổ mới nói là cái khổ của cõi trời và cõi người cũng nhiều thống khổ vô lượng, là so với cái khổ của người giải thoát. Xin lỗi, so với cái vui của người giải thoát, cái an vui của A-la-hán, những cái pháp lạc của bậc giải thoát, thì cái khổ chúng ta là vô lượng. Chúng ta muốn có được như họ còn lâu lắm. Đó. Đừng có nghĩ rằng đem so với cái khổ của các cõi trời khác ha. Tùy theo cái cấp độ mà chúng ta đối chiếu so sánh, nắm được điểm này chưa hả? Rồi, đệ tử chúng con lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thủy cho đến ngày nay. Do tâm điên đảo, do tướng điên đảo, thấy biết điên đảo. Đây là do cái gì? Cái lỗi do điên đảo. Điên đảo nghĩa là sao? Nghĩa là cái đôi dép mang ở trên đầu, cái nón nó đội dưới chân, đó gọi là điên đảo. Hay là cái đầu mình nó lộn ngược, gọi là điên đảo. Điên là nó không bình thường đâu, đảo lộn ngược lại. Cái chữ điên đảo nó mô tả hình dáng như vậy. Nếu như mà chúng ta ước có vàng thì có vàng, chúng ta ước có đồ ăn thì có đồ ăn, chúng ta ước cái gì có đấy. Thấy vậy á, nhưng mà trong tâm chúng ta cũng nhàm chán. Nếu như cả thế giới này đều, cái mặt đất đều là vàng hết, thì chắc là chúng ta cũng chẳng có tìm vàng nữa. Và tất cả những cái tiệm trang sức người kia dẹp cửa hết, phải không? Nó là vậy đó. Cho nên chúng ta không cái tâm của người nó là kỳ lạ lắm. Nhiều khi mình nghĩ mình có được điều đó, khi mình có rồi mình hạnh phúc lắm, nhưng mà khi có rồi mình thấy không có hạnh phúc, kỳ lạ vậy đó. Hồi nhỏ ta nhớ học được lớp 2, lớp 3, thấy mấy đi ngang thấy mấy người ngồi ở cái ghế lớp 4, lớp 5 thấy thích quá. Ước gì mình được vào cái lớp đó mình học. Nhưng mà khi vào học xong rồi, thấy lại thấy lớp khác mình muốn lên nữa. Rồi mình nghĩ có lẽ học đại học xong là mừng lắm, thích lắm. Nhưng mà học đại học xong mà thấy nó buồn hơn. Thầy thực sự mà nói, ngày xưa thầy cũng ngồi trường đại học 4 năm mà thấy chẳng học được gì. So với những cái gì tự tìm kiếm, tự lặn lội ở trong kinh điển vậy mà giải quyết được cho mình. Còn ngồi ở nhà trường không giải quyết được. Tệ hại như vậy. Cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta so sánh mà cái cảm thọ hạnh phúc được. Nó rất là khó, tùy theo cái nghiệp cảm mà chúng ta hình dung ra. Ở đây cái tâm điên đảo là do gì? Là tâm điên đảo, do tướng điên đảo và thấy biết điên đảo. Phân tích cái tâm điên đảo nó như thế nào, tâm điên đảo như thế nào, rồi cái tướng điên đảo như thế nào, cái thấy biết điên đảo như thế nào. Nên thường xa lìa bạn lành, gần gũi bạn ác. Đấy là điên đảo đó. Cái bạn ác lẽ ra mình không có nên gần. Ông bà mình dạy một câu mà ai cũng biết là lừa bạn mà chơi. Đi chơi với bạn giống như đi trong đêm sương, tuy không ướt áo nhưng thấm lạnh hồi nào chẳng hay. Cũng vậy, chúng ta gần cái người xấu ác, lâu ngày tâm chúng ta nó cũng xấu ác. Hôm qua có một cái vị đệ tử xuất gia Việt Nam có gọi với thầy và thưa với thầy, nói chung sau khi nói một, nhắc nhở một số việc tu hành, thì vị học trò đã nói dạ thưa thầy, cái chùa đó con không có muốn tới. Đồng ý là biết rằng con phải tới mới đủ lễ nghi, nhưng con không muốn tới. Thì thầy mới nói đó là cái điểm của người tu đó. Mình không muốn tới,
tâm lý chúng sanh ấy, cái gì nó thuận thì mình lại muốn tới, mà nó nghịch là mình muốn từ bỏ. Nó thuận là mình muốn đắm trong đó, tham trong đó, mà nó nghịch là mình muốn từ bỏ, mình muốn sân ở trong đó. Đó. Nhưng mà mình không hiểu rằng là tại sao mình để ý cái thuận cái nghịch bên ngoài mà không thấy rằng mình đang làm gì cho đời sống của mình. Mình hiện diện đó là đầy đủ lễ nghi để rèn luyện cái tâm mình giữ gìn đạo pháp. Nếu mình không đến như vậy, nó mất cái ăn, mất cái nghĩa. Mặc dù thích hay không thích vẫn phải đi. Cái thích hay không thích là do cái phàm tình chúng sanh. Còn đi đến đó là do cái trí của người tu. Cái trí cần phải hiện diện chỗ đó để cho nó giữ trọn cái đạo nghĩa trong lòng. Và cái đạo nghĩa trong lòng nếu như mất đi thì không phải cái biểu hiện của người tu hành nữa. Đó là những cái cách suy nghĩ của người tu nó như vậy. Chứ không phải nói là đến là có lợi mình đến, có hại mình không đến. Lợi hại là cái chuyện cách nhìn của thế gian. Nhưng mà nếu như chỉ thấy rằng là nó có lợi cho đạo hay có hại cho đạo. Cái đạo là gì? Là đạo nghiệp của chính bản thân mình. Chứ không phải là từ người khác. À, cho nên thưa quý vị, có những điều mà ông bà mình dạy, mình thấy rõ rồi mà làm được. Ở đây, chúng ta thấy biết điên đảo, chúng ta không gần được cái bản lành, không gần được cái thầy lành, mà gặp bằng ác. Nó nói, ồ, cái chỗ đó chán quá, thôi tới chi, bỏ ra rồi. À, đó là những cái bản ác. Họ không có một cái lời khuyên cho mình như thế nào cho nó đúng nghĩa trong sự tu hành. Rồi sống trái nghịch với bát chánh đạo, tu theo bát tà đạo hay vậy chứ. Tư Tố nói những câu đó. Sống thì ngược với bát chánh đạo, mà bát tà đạo thì mình tu theo đấy, tức là mình ráng mình sống cho nó phù hợp với bát tà đạo. Mình sống tà kiến, tà tư duy, tà nghiệp, tà định, cứ như vậy mình ráng theo đó, chứ không có đi ngược lại là phải bỏ nó để thực tập với bát chánh đạo. Đời thì người ta ráng tu theo bát chánh đạo, còn mình ráng tu theo bát tà đạo. Tu hay vậy đó. Đấy là phi pháp thì nối chánh pháp. Đây này, cái điểm này rất khó quý vị. Phi pháp là nói là chánh pháp. Chánh pháp là nói là phi pháp. Đó là những điều nguy hiểm lắm. Phi pháp mình cứ giải thích làm sao cho người ta nghe lọt tai, gọi là chánh pháp. Ở trong chùa, làm sao mà thầy đang muốn hướng dẫn làm sao cho các vị không có chú trọng cái việc là chết rồi chôn làm sao, cứu làm sao nữa. Bao nhiêu đó thôi á. Thầy rất là muốn nói làm sao đó cho các vị coi thường rằng chết rồi là bỏ. Chết rồi bỏ. Người ta không chôn mà thúi ráng chịu. Không phải mình nói ta kiểu là mình vô trách nhiệm với cái xác của mình. Nhưng mà thực ra mà nói á, chú trọng quá nhiều cho cái sự chết. Sau khi chết, ai hộ niệm cho mình, chôn chỗ nào, cất chỗ nào, làm sao mọi thứ, dành dụm đủ mọi thứ. Trong khi cuộc sống này không có chịu tạo phước, kiếm tiền để dành, để mấy chục ngàn, chết làm hậu sự. Ai hậu sự nó chẳng thèm làm, con cháu lấy tiền muốn bài hết. Để dành tiền thì nó cúng dường làm phước, nó không chịu cung lấy đi chơi. Rồi đó, chết rồi cái nằm đó, thần thức đi qua lại thấy đã nổi sân lên nữa. Phải không? Có những điều nhỏ như vậy đó. Tại sao chúng ta không có nắm bắt trong khi mình đang còn sống đây? Mình còn hơi thở đây, mình còn khả năng đây, mình còn làm cái gì được, mình cứ làm chứ. Mình làm hết sức của mình. Không có đòi hỏi, không tính toán ngày nữa hơn hết. Cứ làm hết sức của mình đi. Và cái phước mình nó đi tới đâu là hay tới đó. Sau đó không quan tâm nữa, đã được rồi. Như vậy, làm sao mà cho chúng ta thấm thía được cái đạo lý này? Đó mà là tu thì bác chánh đạo. Chứ thực ra cúng kính chỉ có để cho hướng dẫn người còn sống, chính là cho người còn sống, cho người còn sống họ gần với đạo. Ví dụ như có người, đây thầy chiêm nghiệm hay lắm quý vị, không thể nào mà tự nhiên phải vô trong nhà người ta tự giảng kinh cho người ta nghe. Không thể nào, họ ghét chùa lắm, họ ghét đạo lắm, họ thấy một hai hiện tượng họ không có thích. Nhưng mà hôm đó tự nhiên ông cha ông ngáp ngáp, ông sắp chết. Tự nhiên ông trằn trối, ông nói một câu. Ông nói, con ơi con, về chùa
mời thầy tụng cho ba án thở kinh cho con. Ông nói sao ngàn gương cho. Thì làm sao? Đức con đâu có thể nào mà dám chống lại cái lời nói đó phải không? Tự nhiên đức con bèn mọi cách tới chùa. Thích hay không thích cũng tới chùa. Rồi, khi người ta đã bước vô chùa rồi, cái việc còn lại là cái việc của người trong chùa. Bắt đầu chư tổ dạy chư tăng này là sao? Phát tâm chia sẻ cái khổ đau của chúng sanh đó. Cái hoàn cảnh nó không biết lễ, không biết nghi, tức là không biết đạo. Lễ nghi nó dẫn con người vào đạo, chỉ cho nó lễ nghi, phép tắc, đi đứng ứng xử, nhắc nhở cái đời sống đoàn kết gia tộc, tình thương, sự hoan hỷ, bố thí, rồi cúng dường tạo phước. Chúng ta thấy không? Nó nghe làm theo. Làm theo rồi ông thầy. Ông thầy cứ lo vậy đó. Cứ lo xong rồi không phải lo một ngày đâu. Lo tan xong rồi còn lo 49 ngày. Lo bảy thất. Cứ vô tư lo như vậy đó. Tự nhiên nó vừa nó nghĩ lại. Nó nói ồ sao mình mang ơn cái chùa đó. Mang ơn cái ông thầy đó. Hoặc là cha mẹ nó đem vào chùa đó thờ. Qua 100 năm. Thì những con cháu không có cảm nhận được cái đời sống tu của người trước và cái chùa đó như thế nào đối với gia đình họ. Nhưng mà khi họ muốn chống đối lại ngôi chùa, họ thấy trên bàn thờ đó có hình của ông bà tổ tiên họ, họ không dám. Nói vậy đó, không lý nào họ đang chống cái ông bà của họ đang ngồi trong đó. Đó chính là cái cách hoằng pháp, cách đưa người ta vào đạo, chứ không phải là cách tu. Chúng ta xem đó là cái phương tiện tạm thời. Còn các vị ở đây đã lãnh hội Phật Pháp, học đạo, thì tại sao chúng ta còn bận tâm những điều đó nữa? Chúng ta đã đi qua một đoạn, đã vô đêm chùa rồi mà còn bận tâm cái việc mà cống chùa chi nữa? Không phải vậy không? Thành là chúng ta phải chọn cho mình một lối sống đi nhanh hơn, vượt hơn. Rồi, cẩn thận nghe chứ đừng nói, tại vì chỗ đây nó đụng chạm lắm. Tức là giữa cái chánh pháp với phi pháp chúng ta phải cẩn thận chứ không khéo là nhầm lẫn giữa cái phương tiện và cứu cánh hay là giữa cái phương tiện tạm thời với cái mục đích tu hành. Hai cái đó khác nhau. Rồi bất thiện nói là thiện, thiện nói là bất thiện. Dựng cờ kiêu mạn dân bùm ngu si. Hay vô cùng. Câu này nó thi vị, nó hay vô cùng. Nó dựng cờ kiêu mạn. Tại nói là tại thật chứ. Thế có khi tại ngồi đi chùa tôi nhìn ra thấy đi qua lại dựng cờ kiêu mạn đây. Nó đang dựng cờ kiêu mạn nó đi đây. Có thể các vị không nghĩ nhưng mà thầy nhìn thấy. Tại lúc cái dáng đi kiêu mạn nó khác nha. Đi kình 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 ta đây. Đó, hai nói lại lên tay xuống giọng đó nó dựng cờ kiêu mạn đó. Rồi gì nữa? Rồi dân cái bùm ngu xí. Dựng cờ lên rồi dân bùm lên rồi sao? Bắt đầu nó tạo ra cái gió nghiệp. Cái gió nghiệp nó kéo đâu? Nó theo cái gió nghiệp nó trôi trong cái dòng gì? Cái dòng vô minh vào đâu? Vào trong biển sanh tử. Tôi đi đâu nữa? Chứ dựng cờ kêu mạng và dân bùm ngu si thì có ớt sanh tử chứ giờ làm sao lên niết bàn được? Vậy mà ở trong chùa đi qua lại dựng cờ kêu mạng dân bùm ngu si. Sau này quý vị để ý coi. Nói đừng có nói. Tại vì thầy cũng không dám nói đâu. Nó đang kêu mạng mà nói ra cho chế chùa. Mà nói nó ngu si thôi chứ nó chửi cho nghiêm hết. Tình ra là cảnh nó như vậy nó nhìn thấy rõ ràng. Mà bây giờ nói làm sao mà cho dừng lại, nó tỉnh giác lại. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Giới sợ. Từng nghiệp một, tổ sư đã chỉ cho chúng ta thấy rõ. Và chúng ta chỉ việc soi chiếu trong tâm của mình để trừ diệt những cái nghiệp đó. Đệ tử chúng con lại chí thành đến lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay. Thầy xin nhắc lại, nói đến tội vô thủy đến ngày hôm nay, đó là cách sám hối của ai? Của Phổ Hiền Bồ Tát. Chứ không phải cách thuyết tội ở trong Tinh Văn Thừa, mà đây là cách gì? Cái sám hối của Phổ Hiền Bồ Tát. Vì tham sân si khởi ra bốn điên đảo. Bốn điên đảo là cái gì? Thầy nè, hồi sớm cái chỗ điên đảo thầy không nói nhiều. Nhưng mà đây gọi là bốn điên đảo. Vô thường, khổ, cái gì nữa? Vô ngã, cái gì nữa? Bất tịnh. Chẳng hạn như vậy, cuộc đời
vạn vật đều là vô thường, nhưng mình nghĩ nó là thường còn. Mình nghĩ hôm nay, ngày mai mình sẽ làm cái đó, chắc gì mình sống tới mai không? Vậy mà mình nghĩ chắc là mình sống tới đó, ha? Phải có một cái vị thầy mà thầy kính trọng vô cùng, mà sau này thầy nghe một số việc là thấy cũng hơi buồn. Vị thầy đã nói 5 năm tôi phát nguyện trồng cây, trang nghiêm chùa chiền và đem cây cối để làm kinh tế, để nuôi dưỡng tăng chúng. Rồi 5 năm là kiên củng cố đạo tràng, rồi 5 năm là phát nguyện làm giáo dục để độ sanh. Nhưng mà khi xong 5 năm trồng cây rồi thì bắt đầu phát nguyện củng cố đạo tràng, những cái người phụ giúp đạo tràng ấy họ chết mất. Rồi sao? Rồi phát nguyện làm giáo dục thì rốt cuộc thơ quyền nó không cho phép làm. Những cái loại tư tưởng đây là tư tưởng không được sống thì đừng có làm. Như vậy chán quá, buồn quá, anh ngậm ngậm người nó muốn làm nữa, thất chí. À, giới sợ như vậy đó. Tại vì thời gian nó vô thường mà có ở đâu phải suy nghĩ nhiều. Cứ làm những cái việc ở trong hiện tại, một ngày chẳng đầy đủ ý nghĩa trong một ngày, làm tận lực ở trong một ngày, ngày mai không biết sống hay không. Và dĩ nhiên mình có những cái ước lệ, những có những cái gì, có những cái mơ ước ở trong tương lai, có một cái mục đích hẳn hoi, nhưng mà không phải rằng là chúng ta bán mạng vì cái mục đích đó, mà chúng ta quên mất là những cái gì đang sinh diệt ở trong hiện tại này, cái duyên sinh trong hiện tại này nó sinh tới đâu là chúng ta làm tới đó. Còn nó chưa đủ duyên là chúng ta đi im đấy, rồi từ từ duyên nó đủ làm nữa thôi. Thưa quý vị, ngày xưa cũng vậy thôi, thầy có duyên muốn trình bày Phật pháp ở các cái sóng truyền hình, nhưng mà khi không có duyên nó đủ là dừng liền lập tức, cũng chẳng có gì phiền não. Rồi hồi đó rồi có mấy cái đài truyền hình họ cũng có mời thầy, là họ nói rằng cái đài đó nó khó khăn thì họ mời giảng phí cho họ. Và tự nhiên thầy nhìn thấy cảm giác mình giống như là một cái miếng bánh ở trên bàn, họ lật qua lật lại, người này ăn người kia ném đi. Tức là thầy không thích mình rơi vào trong cái hoàn cảnh như vậy. Rồi thôi, bây giờ thì thấy duyên đủ thì tiếp tục giảng trở lại. Nhưng mình không bỏ mất cái tâm giảng đó. Nếu như mình bỏ, tức là mình vĩnh viễn mất luôn. Còn mình giữ tâm mà thuận lợi thì mình làm tiếp, không thuận thì mình dừng. Không có việc gì phải phiền não. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, đôi khi chúng ta mơ ước làm gì đó nhưng có khi làm chưa được. Thì nó chưa được thì chúng ta chờ đợi một chút, chúng ta làm việc khác đi. Có nhiều việc chúng ta cần phải làm mà. Nếu hoàn cảnh không cho phép chúng ta làm cái gì nữa thì thôi, chúng ta ngồi im xuống niệm Phật. Nói vậy thôi, tự nhiên tâm mình yên ổn. Từ lúc nhỏ thầy cũng có những cách đối phó như vậy. Hồi xưa thực ra mà nói chưa có ai dạy cho thầy những cái kinh nghiệm vượt thoát những cái khổ đau này. Ví dụ như hồi xưa ở Bình Định vô Sài Gòn, chùa thì thầy chỉ cho ở thôi. Tất cả những hoàn cảnh khác, những điều kiện khác không có ai lo cho mình hết. Cha mẹ thì khó khăn, thầy tổ thì không đủ cái điều kiện để lo cho mình. Đến Sài Gòn xong nó xin lỗi còn có 2.000 bạc tiền Việt Nam đó. Chẳng biết phải làm sao đó. Đi học cũng vậy đấy. Chùa thì ăn cơm yên rồi, ngủ nghe thì có giường chiếu rồi, nhưng mà không biết làm sao. Vậy thì mình ở quê đến Sài Gòn làm gì? Để đi học, hoàn toàn không có một điều kiện gì hết, cũng chẳng quen biết ai, cũng chẳng biết phải làm sao hết. Lý nào ngồi im đã buồn rồi. Nếu như hoàn cảnh đó các vị buồn lắm phải không? Ngô xin lỗi, hồi đó thầy cũng đi xách hồ cho người ta làm nhà đó. Đó, đi phụ thợ hồ đó. Để vô phụ được cả 2 bữa, cái ông chú đó ông nói thôi, không cho làm. Nói tại vì thầy người tu, tôi sai bảo thầy thấy nó khó chịu trong người tôi quá, không cho làm luôn. Thôi mình đi về chùa lại. Tức là ban ngày thì đi làm, tối thì đi học phu học thêm. Nó là vì tôi nghĩ rằng cần cái công trình độ sanh, nó cần rất nhiều những cái phương tiện khác nhau. Và nếu như mình không đủ những kiến thức, mình không độ được.
Học Phật không độ không được đâu. Tại vì học Phật không á, nối như cái cách nối trong nhà Phật á, các vị nghe không vô đâu. Còn nối như học đời thì các vị đâu cần phải nghe. Cho nên đôi khi phải có học cái đời, nhưng mà nối cái đạo vô thì thấy rất là dễ hiểu. Đó là hồi xưa ta chọn cái con đường đi như vậy. Thành ra, cho nên thưa đại chúng là mình làm sao vượt thoát. Lúc đó thầy mới suy nghĩ à, mình đời mình có hai ý nghĩa. Một là học để quen pháp lợi sinh, còn hai là tự tu được giải thoát. Mà bây giờ cái điều kiện quen pháp lợi sinh nó chưa tới, chưa đủ, thì thôi mình ngồi im, mình thiền định để mình giải thoát. Tại sao mình lại bận tâm phiền não cái chuyện mình chưa học kia? Thế là đứng lên tự suy nghĩ vậy đó. Tự sáng ra được chứ không sáng được, phiền não nó cứ lôi kéo hoài đó. Đi ra khỏi phiền não đó, bắt đầu vào trong chánh điện công phu, ngày đêm lễ Phật, tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, ăn lên ngủ. Mấy thầy hỏi, mấy thầy nó làm gì vô Sài Gòn mà nó không đi học hành, nó cứ nó tụng kinh rồi nó ăn nó ngủ nó không chùa luôn. Mà thực ra cái thầy nói vậy thôi chứ đâu có biết rằng mình không có đủ điều kiện, mình im ru còn không biết nói là sao. Rồi học nói, nó nói vậy thì nó tụng kinh gõ mỏ thì nó nhiều quá làm được, tại sao vô đây chỉ cho chặt chỗ. Nó là tiếp tục gây lên cái áp lực. Nhưng mà cũng mê thay rồi, rồi có mấy người bạn đó, họ nghe. Cái nhân xưa thầy cũng hướng dẫn một số cho bạn bè, nó học nó ra trường đó. Rồi bắt đầu là vô đi, nó có điều kiện thì nó nghe đến Sài Gòn, nó tìm tới, nó cho một chút tiền, bắt đầu là lấy cái đó là cái duyên á, bắt đầu đi học. Còn các vị đừng nói là nó nhục nha, có những cái nó nhục như con cá nục á, nó nhục gốm lắm. Tức là hồi nhỏ thầy học ở trong chùa thì học cũng khá, thành ra thầy có thể dạy được toán, lý, hóa, tức là các môn dạy, ba môn dạy được hết. Thì dạy cho các em học sinh phụ đạo đó, con em Phật tử á, thì trong đó thầy dạy lớp 6, lớp 9, lớp 10, lớp 11, thì nó tới chùa nó học. Thì trong đó thầy có dạy cho một cái con nhỏ, năm đó nó học lớp 6 à. Rồi tới khi lớn lên thì nó học hết 12 rồi, nó đi thi đại học, rồi đi học nó lâu thầy không biết, cũng không có liên lạc. Rồi tới chừng hôm đó thầy vô học đại học á, thì lúc bây giờ cái con đó nó vô nó dạy thầy, nó nhục như con cá nục á, thấy không? Tại vì sao? Bây giờ hồi đó đi học hết, ông thầy không cho đi học, ông nói tướng mà vô Sài Gòn cái nó bắt, mà con gái bắt làm gì, nhưng mà ông cứ sợ mình nó bắt cái không cho đi ở nhà, mày đi Sài Gòn cho mày trả đầu luôn khối tu, thì thôi chọn đường tu mình cách ở nhà. Rồi bắt đầu học Phật học, học 4 năm Phật học, rồi mình học chuyên toán lý hóa, bây giờ mình đi thi văn xứ địa, cuộc đời nó lộn ngược vậy đó. Thì làm sao mà nhớ, gần bỏ 7-8 năm làm sao mà nhớ được cái gì nữa. Bắt đầu lò mò vô ôn lại, ôn lại mà vô thì ra là cái chị ta lúc nhỏ chị ta đi học một hơi, chị ta lấy được thạc sĩ. Là chị vô chị dạy trợ giảng cho một vị giáo sư, đã vô mình làm học trò của ta. Họ đó nhìn không ra, sau nó cũng ngờ nó lại nó hối. Nó hối là cái phước, phải thầy ơi, cái chùa đó đó không? Cái nó mới mừng quá. Nó nói từ lâu lắm rồi không gặp thầy đó, mà mình đâu có nói gì được, nhục quá nói gì nữa. Để ra nam nhi chi trí trượng phu, mình phải đi một bước đi nào đó chứ, bây giờ còn ngồi lẹt đẹt vậy làm sao mà nắm oán trách chùa chiền, oán trách thầy tổ? Tại sao số phận mình không hiểu vậy? Khả năng mình với cái thời gian mình đâu phải như vậy, mà bây giờ mình phải chịu, mà giờ mới bỏ học à đó, cũng phải chịu thôi. Quý vị biết rồi, ở trong chùa nó quen sự cung kính, thấy người ta thấy thầy mô Phật chắp tay chào thầy. Bây giờ bữa đó mình ngồi học về, tự nhiên cái thằng nó đem nó lấy cái lon coca nó uống nữa, còn nữa đỡ đầu mình, thấy không? Cái nó quấn lộn mà có không? Nó nổi sân liền rồi chứ. Nó ngồi im không nói nào, không nói đèn hết. Ngồi im đã là có người khác là thấy khó chịu, nó lại lấy lên rồi nó kình với nó nhau. Nó nói tại sao mà xúc phạm quá đáng vậy. Và hồi đó trong lòng nghĩ lạ thật,
Ví dụ như ở đời mình còn tuổi đáng anh nó, tại sao nó xử sự một cách mất lịch sự như vậy? Chứ mà nó kỳ thị tôn giáo, nó ghét, nó làm nữa. Rồi tự nhiên tâm mình nán, nán rồi bắt đầu vô đại học á, vô đại học ngồi thấy các thầy cô họ dạy á, họ nói họ chỉ biết như là một cái con vẹt trong lĩnh vực đó thôi, ra của lĩnh vực đó họ như là một đứa trẻ ngu ngơ không biết gì. Đó là những cánh mà thầy thất vọng cái sự thật của một vị giáo sư. Bắt đầu tự nhiên ồ, thì ra là họ chỉ biết cái kiến thức ở trong sách, họ ráng họ học, họ nhớ cho kỹ và họ nói đi nói lại, thành ra nó lưu loát. Còn ngồi ra họ không có gì nữa hết. Tự nhiên bắt đầu chán nản, chán nản muốn bỏ học. Nhưng mà khi đó thầy suy nghĩ, thầy nói tại sao mình không đóng vai trò mình là một sinh viên, mà mình đóng vai trò là mình là một thầy tu, cho nên mình mới phiền não. Thì khi mà nghĩ ngược lại, ồ mình sinh viên thì nó muốn nói cỡ nó, cái nào thằng dạy được thì mình học, ông dạy được thì thôi. Thưa vị, đây là một hai điểm mà thầy, thưa vị, thầy muốn đúc kết lại một câu nói là chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh thì chúng ta nên thay đổi suy nghĩ. Cái câu nói này mình nói ra được đó, nó trả giá bằng một cái mồ hôi và nước mắt như vậy đó. Và khi chúng ta trải nghiệm cái điều đó trong lòng của mình rồi thì bây giờ chúng ta thấy an lạc xuất hiện liền lập tức. Không thay đổi được hoàn cảnh thì nên thay đổi cái suy nghĩ. Đó chi để chúng ta giữ trong tâm chúng ta sống không có bị những cái thứ điên đảo nó lôi kéo. Chúng ta giữ cái tâm của mình và chúng ta biết chắc cuộc đời là vô thường, nó sẽ có sự thay đổi. Chúng ta biết bản thân cuộc đời là khổ, chứ không thể nói rằng là an vui tuyệt đối được, mà là khổ. Chúng ta biết các pháp nó không đứng yên một chỗ, mà do vô thường nó biến hoại, nó không có một thực thể cố định, mà nó đều bị suy thoái, bị mục nát đi, gọi là vô ngã. Không có một cái thực thể bất biến gọi là vô ngã. Nắm được không ạ? Và nghĩ lại bản thân của mình xem, nó chỉ là bất tịnh. Thế gian nó có bốn điều: vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhưng chúng ta nhầm lẫn, chúng ta nhầm lẫn, chúng ta nói là thường, chúng ta nói là ngã, chúng ta nói là lạc, chúng ta nói là tịnh. Trong khi những cái quả vị chứng của chúng ta không phải như vậy, chỉ trừ khi chứng được niết bàn mới xuất hiện được thường lạc ngã tịnh. Do những cái điểm này mà chúng ta ở trong điên đảo. Đây là nghĩa của bốn, của chữ là bốn điên đảo. Nếu mà chưa hề, những chữ này nhiều khi đọc ra không để ý, không biết nói cái gì chữ này. Và trong bốn điên đảo này tạo nên năm tội nghịch, làm đủ 10 điều ác, ba độc hải hừng. 10 điều ác là 10 điều ngược lại với 10 điều thiện, phải không? À, sát đạo dâm, rồi tham sân si, rồi nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác và nói lời thô dịch. Ba độc hải hừng, ba độc tức là nó cứ tăng trưởng nó như lửa cháy lên, hải hừng lên. Nó gọi là tham sân si cứ tăng trưởng dần dần. Tâm khổ càng nhiều và người đó gieo giống địa ngục bát hàng, tức là gieo vô trong cái địa ngục bát hàng, bát nhiệt, tức là ở trong tám cái cửa ngục gì lạnh và nóng. Chúng ta xem lại trong kinh Địa Tạng, gieo giống 84.000 ngăn cách địa ngục, gieo giống súc sanh, gieo giống ngạ quỷ, gieo giống sinh già bệnh chết, ưu bi khổ não ở cõi trời cõi người, để chịu quả đau, quả báo đau khổ không thể cỡ xiết, không thể chịu được, không thể thấy hết, không thể nghe được. Ở đây thầy muốn nói tới cái chữ gieo giống. Ví dụ nổi một cái tâm tức giận lên, mắng người ta một câu thì sao? Sau khi cái mắng đó đã được hình thành, lời nói đã được nói ra, tất nhiên ý nghĩ đã có nghĩ tới và lời nói đã được nói ra, chưa biết người ta nghe hay không. Đây nói rằng bản thân mình nói ra ha, thì ngay chỗ đó khi lời nói vừa xong, cái tâm không thể nào mắng suốt ngày suốt đêm được, mà hết cái tâm mắng chửi đó, giận đó thì nó qua cái tâm khác. Hoặc là ít nhất cái ý nghĩ, cái cường độ của cái mắng chửi ngay chỗ đó nó như vậy, vừa xong thì cái năng lượng đó đấy
nó sẽ kết tụ xuống tâm mình, nó kết tụ xuống tâm mình một cái dấu ấn, một cái dấu ấn. Và dấu ấn này chúng ta gọi là hạt giống hay là chủng tử, hiểu được chưa hề? Và cái chủng tử nó nằm im đó, nó nằm im đó, rồi tới lần sau mà nếu như gặp cái duyên nó thì bộc phát lên lại, và nó mới chửi mạnh hơn nữa. Và cái hạt giống này nó làm nền tảng đỡ cho cái sông sau đó mạnh hơn. Và hạt giống sông mạnh hơn thì dấu ấn nó càng rõ hơn, càng đậm hơn, và sự chiếm lĩnh ở trong lòng của mình càng lớn hơn. Như vậy thậm chí người này họ chết rồi, hạt giống nó chưa hết, vì nó xuống cái tâm rồi, mà qua một cái đời khác gặp cái duyên tương tự nó phát lên trở lại. À, cái đó là cái điểm đáng sợ nhất của những hạt giống. Và nói một cái chữ khác, tức là tất cả hành vi từ thân khẩu ý của chúng sanh một khi phát ra, nó kết lại tâm mình với một cái dạng gọi là mã hóa. Mã hóa tức là gì? Nó kết lại một hạt giống mã hóa nằm im đó, cái tố chất nằm im đó, khi đỡ đủ duyên thì sao? Bộc phát lên trở thành một cái quả mới, cầy trai mới. À, cứ như vậy, thành ra chúng ta hiểu cái cấu trúc này thì chúng ta cứ liệu đó mà mình kết xuống tâm mình cái gì ha. Mình hở mà thân khẩu ý không thanh tịnh phát ra, tham sân si khởi lên là biết thế nào chúng ta cũng kết xuống tâm mình tất cả những hạt giống không tốt. Và hạt giống này nó làm cho mình tối tăm đầy đọa chứ không ai chịu hết đấy. Người ta có hạt giống của họ, mình cùng lém tác động một chút, nhưng người ta khéo giữ thì tự nhiên nó hết. Hôm trước có một cái ông chú Phật tử nói với thầy, nói thưa thầy, cô vợ con này lạ lắm, con nói rất là nặng mà sao cô vợ con cứ ngồi ông chú ăn mà thấy không có nói gì, không có phản ứng hết. Nếu như mà ai nói con như thế thì con sẽ bỏ, con tức giận bỏ con đi, con không thể ăn được nuốt được. Thầy nói cái công nhận cô vợ cô chú tu gần chứng rồi, hay vô cùng, mắt mới tự nhiên giận bỏ ăn, ăn cho tới bụng à. Còn ông muốn chửi ông nghe, tôi đang ăn tôi lo ăn nghe tôi đó không, tôi nghe chửi của ông. Nhưng đơn giản cái người tu mình nó nhẹ nhàng như vậy, thấy nó hơi lì lì như vậy, nhưng mà thực ra nó chai lì thì khác, còn trong tâm mình nhẹ nhàng thì khác. Tức là nó không xâm nhập vô tâm được, những cái duyên bên ngoài không xâm nhập vô, bởi trong lòng có công phu, trong lòng thanh tịnh, thành ra không xâm nhập được. Chứ không phải rằng là mình ban đầu là nhẫn là tự chế thì nó khác ha. Còn trong lòng mình nó bình phẳng rồi á, không ăn nhanh mà hết á, nó nói thì nó nói, thôi mình ngồi im biết nó nói, biết hết, thấy rõ, nhưng mà trong tâm hoàn toàn không dao động. Cái đó là những cái năng lực công phu nó có được. Ở đây thầy mà không như thế là chết sớm rồi. Bao nhiêu thứ, bao nhiêu cảnh, bao nhiêu duyên nó xảy ra đó, nó xáo trộn hàng ngày đó, mà nếu như không là chết sớm rồi. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin từ diệt. Tiếp tục, đệ tử chúng con là chí thành đến lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay. Đây là cái trạng thái sám hối, nhắc nhở từng câu, không có mất nghĩa. Vì ba độc tham sân si ở trong ba cõi. Trong ba cõi là nói gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thấp nhất là địa ngục, rồi dần dần lên tới cái tầng núi Tu Di là cõi người. Lên tới đâu? Lên tới tứ thiên vương, lên tới đao lợi, lên tới gì nữa? Tới dạ ma, lên tới gì nữa? Hả? Đấu xuất, lên tới gì nữa? Không nhớ, chưa từng lên bao giờ, không thấy. Đó là những cái tầng trời của cõi dục, từ tứ thiên vương lên tới sáu tầng trời cõi dục, đó là dục giới. Rồi đi vô sắc giới, mà thường sắc giới là cảnh giới của thiền đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Rồi lên tới vô sắc giới, đó là gọi là ba cõi. Hình dung ba cõi nó rộng lớn như vậy, chứ không phải một hai quả địa cầu hoặc là một hai quốc gia như cõi chúng ta đây. Tham sân si ở trong ba cõi, trải khắp 25 loài. 25 loài là gì hả? Cứ thằng nghe 25 loài là cái gì? Nhiều quá nhớ không hết.
Chúng ta có cách nhớ. Ví dụ như trong bốn châu thiên hạ, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cù Lô Châu và là gì? Nam Thiệm Bộ Châu, đó là bốn cõi rồi phải không? Rồi cao hơn nữa là gì? Hả? Bốn ác thú. Ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải gì nữa? Atula, nó là ác thú đó. Thực ra cái phước của Atula nó hơn con người, nhưng mà nó là loại xếp loại ác thú, bởi vì rất khó tu mà xếp vào loại ác thú. Atula nó lưng chừng núi, xin lỗi, từ cõi người mặt đất lên tới lưng chừng núi Tu Di là tứ thiên vương, thì Atula nó nằm ở giữa chừng đó. Mà Atula nó có ba loại nha. Một loại á là Atula cõi trời, và một loại Atula cõi người. Tức là con người họ có tu nhưng mà họ xong. Cho nên cái phước tu của họ nó làm cho họ có thần thông bay lên được. Họ hướng được cái phước báo nhẹ nhàng. Nhưng mà nó thường sống ở trong sông. Còn Atula trên cõi trời tứ thiên vương rơi xuống, hay là các cõi khác trên trời rơi xuống, cũng do sân tạo nghiệp mà rơi xuống cảnh giới này. Ban ngày thì đi chơi ở trên hư không, ban đêm thì xuống đây biển ngủ. Cảnh giới Atula rất là phức tạp, mà thần Atula rất to lớn, ông lấy tay có thể che được mặt trời. Đó là những cái biểu hiện thần lực của Atula lớn lao như vậy đó. Nhưng mà dẫu sao nữa, do cái sân làm cho ông khó tu hành, thành ra nó vẫn xếp vào gọi là ác thú. Ác thú là bởi vì so với sự chướng ngại của đạo giải thoát đó, gọi là ác thú. Rồi cao hơn chút là sao? Là bốn châu là ý là cõi người rồi ha. Đó. Rồi cao hơn bắt đầu là tới sáu tầng trời. Như vậy bốn châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Cù Lô Châu và Tây Ngưu Hóa Châu. Đó là kiếp con người đó. Đó. Với bốn ác thú: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula là tám. Tám với sáu tầng trời cõi dục nữa là nhiêu? Là 14. Được chưa? Rồi chẳng hạn như là bốn tầng trời cõi thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cộng với ba cõi trời nữa, tức là phạm thiên, vô lượng phạm thiên, là từ vô tướng và ngũ tịnh cư. Phạm thiên rồi lên tới cõi trời vô tướng là thường thường cái cõi trời phạm thiên này. Nếu như những chúng sanh mà nó tu sai lệch thì nó đi qua cõi vô tướng. Cái cõi vô tướng nó nằm giống như cái ngõ cụt của cái quá trình tu hành. Và ở trong cái cõi vô tướng này thường là chư thiên, xin lỗi, là ma vương ba tuần nó ngự trị chỗ đây. Cho nên chúng ta đừng nói là ma vương nó bình thường, thần lực của nó rất lớn, phước đức nó rất lớn, chẳng qua nó tu trong sự chấp trước, nó đi vô cõi vô tướng này. Nhưng chúng ta cẩn thận là cái vô tướng thì nó chấp trước nó ở trong đấy. Nhưng khi chúng ta đau đớn, chúng ta có thể mượn cái định vô tướng để chớ ngự cái cơn đau mình. Nhưng mà không phải chúng ta đắm lụy trong đó. Thành ra có chỗ Phật nói á, ta hôm nay đã già như một cái cổ xe cũ kỹ, cần phải sửa chữa mới chạy tới chạy lui được. Cũng thế, ta phải dùng cái định vô tướng để không cảm thấy đau đớn gì. Thành cái định này nó cần thiết cho chúng ta. Sao thưa bác sĩ? Dạ, cẩn thận cái này. Vô tướng thực ra cái đó là trong chấp trước, trong sự u minh, chứ không phải là không có. Họ tự sai lệch, họ tự nghĩ rằng là không còn một suy nghĩ, không còn cái gì hết, thì đó chính là cảnh giới của Niết Bàn. Họ nhầm lẫn như vậy. Còn giống chúng ta nghĩ rằng là chúng ta ngồi im thấy tâm mình nó lắng xuống, nó không nghĩ gì hết, không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nhưng mà cái trí giác của chúng ta không thấy gì hết. Cũng giống như nhìn trong bầu trời, nó xa tích mù, nó tối tăm, nó u minh, mà chúng ta cứ nghĩ nó có màu xanh. Chúng ta nghĩ đó là Niết Bàn. À, thực ra là sai lầm. Chứ thực ra cái tướng là vọng tâm. Nhưng mà tất cả những vọng tâm đó, trí giác nó phải biết hết, mới có cảnh giới Niết Bàn.
À, còn giống như cái khả năng của bầu trời, nó trong vách mây hiện ra thì bầu trời biết có mây hiện ra. Chúng ta cựa quậy vậy, hư không nó biết là chúng ta đang cựa quậy trong hư không. Trí chúng ta cũng vậy, cái tâm chúng ta nó trùm khắp pháp giới, mọi suy nghĩ khởi lên mình đều thấy, đều biết rõ hết từng suy nghĩ, đã biết từng cái tính chất của nó, thậm chí biết rằng nếu như thế nó sẽ kết xuống cái gì, hạt giống gì, và hạt giống đó bao giờ sẽ sinh ra cái quả nữa là khác. Cái trí như vậy đó mới là trí niết bàn. Nhưng mà khổ là chư thiên phạm thiên á, họ tu họ nhầm lẫn chỗ này, cho nên họ có cái phước lớn nhưng mà họ nhầm lẫn cái quả niết bàn, thành đi qua cảnh vô tướng đứng im đấy. Rồi tới lúc đó ở sâu trong đó rồi, phước đức tự nó suy giảm xuống, cái tướng nó khởi lên trở lại, thì họ lại không biết lối đi, bắt đầu họ rơi ra sanh tử tiếp tục, họ còn chịu chết đây sanh kia, chưa thoát khỏi luân hồi một cách tuyệt đối. Rồi á, nhưng mà ở trong cái trạng thái của trời phạm thiên mà họ làm cho năm căn nó phát triển lên, chẳng hạn như là tín căn nó được sung mãn, tín tấn niệm định tuệ, bốn cái gọi là năm căn đó nó sung mãn lên, thì nó đi qua cảnh là trời ngũ tịnh cư. Ngũ tịnh cư là nhờ cái năng lực mà do làm cho năm căn sung mãn, tín tấn niệm định tuệ nó sung mãn lên. Cho nên Phật nói trong tứ thiền á không phải là niết bàn. Cho nên Phật chưa ra đời, tứ thiền người Ấn Độ người ta đã đạt được rồi, người ta tự tu người ta đã không có khả năng đó rồi. Nhưng mà Phật nói nó không có niết bàn, nó chưa phải ra khổ sanh tử. Thành ra Phật nói phải có tứ quả thinh văn. À, đi theo cái tứ quả thinh văn đó, sống bằng bát chánh đạo và thanh tựu tứ quả thinh văn thì mới ra khổ sanh tử được. Ngày hôm nay chúng ta mơ hồ quá, thôi Nam Mô Di Đà Phật. Nhờ thần lực của Phật A Di Đà, chiêu cảm vào Tây Phương Tịnh Độ, mượn cái hóa thành đó, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, để chúng ta ra khổ sanh tử. Mục đích chúng ta ra khổ sanh tử, chứ không phải là chúng ta ở trong cái phước đức làm gì. Như vậy thì các vị đã nắm được phải không? Rồi thêm cái gì nữa, thêm bốn tầng trời của tứ không. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tướng, phi phi tướng xứ. Tất cả điều đó gọi là 25 cõi. 25 cõi do bốn cái điều kiện sanh, gọi là hóa sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, nó sẽ hiện diện ở trong 25 cõi đó. Cái thế giới quan của Phật giáo rộng lớn như vậy, không phải xem ở trong con người không. Nhưng hình dung được chưa hả? Đấy là trải khắp 25 loài khởi ra các tội ác, cùng khắp mỗi nơi thuận chiều gió nghiệp. Thuận chiều gió nghiệp tức là gió nghiệp nó thổi hướng tham, chúng ta làm theo tham, thổi theo hướng sân, chúng ta hành động bởi sân. À, mà không tự biết hoặc chướng ngại người trì giới, tu định, tu tuệ, tu các công đức, đem thân khẩu ý gây chướng ngại cho những người tu hành trì giới, thiền định và công đức, tu các thần thông. Những tội như vậy vô lượng vô biên, chướng bồ đề tâm, chướng bồ đề nguyện, chướng bồ đề hạnh, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Là thêm một cái tội mà chúng ta cần phải kinh qua tâm của mình, biết đâu mình cũng đã gây ra những cái tội ác này, chúng ta cũng đã biết đâu đã làm trở ngại cho sự tu học của người khác về việc giới, việc định, việc tuệ, việc làm phước đức. Đệ tử chúng con lại chí thành đến lễ cầu xin sám hối những tội vô thủy trở lại cho đến ngày nay. Vì tâm tham sân si phát khởi ra sâu thức. À, tham sân si nó sử dụng cái thân này. À, nó nói cách khác là gì, là thân miệng ý. Nó ý thì bên trong là tham sân si, nó phải mượn cái thân này là sáu căn. Sáu căn là tiếp xúc với sáu trần để nó tạo nghiệp, phát khởi sáu thức, duyên theo sáu trần gây tội cho chúng sanh, hoặc đối với chúng sanh mà khởi tội, hoặc đối với phi chúng sanh mà khởi tội. Cái cảnh giới đối với chúng sanh mà mình khởi ra những cái tội ác thì nó dở rồi, nhưng đối với phi chúng sanh mà mình cũng khởi tội là sao? Ai hiểu được chỗ này hả? Phi chúng sanh là không phải chúng sanh, mình khởi tội. Ví dụ như
chúng ta giận quá, chúng ta đá cái bàn một cái. Cái bàn đó nó đâu phải là hữu tình chúng sanh phải không? Đó, cái bàn ở đâu có tội lỗi gì. Chúng ta giận trong biết quá, chúng ta đập đổ trong ngồi điêu. Nó đâu có liên can gì đâu. Đó cũng là một cách mà chúng ta khởi tội. Tại chúng ta ảo tưởng ra những cái khó chịu, rồi chúng ta ảo tưởng là làm sao cho nó hết khó chịu. Chúng ta trút cái khó chịu ra xuống những cái này cái kia. Cái này gọi là đối những loài phi chúng sanh, hoặc là những cái loài hóa nhân. Ví dụ như nó chết rồi, nó ở trong sự chấp trước, và chúng ta muốn đuổi xua đi ma quỷ, cái đó cũng là chúng ta gây cái niệm ác cho nó. Hồi xưa có một số trường hợp mà thầy cỡ các vị nghe nhiều lần rồi. Ví dụ như một người bị vong ở theo cái dựa, không phải tự nhiên nó dựa đâu, mà chúng sanh này nó có duyên với nhau trong đó nhá. Chứ không có làm sao nó có duyên nhau được, chắc chắn là vậy thôi. Mà bây giờ mình dùng cái quyền uy của mình để mình đánh đập xua đuổi, mình làm mọi thứ làm sao được. Cho nên chỉ làm sao cho cái duyên nó hóa giải ra thì tự nhiên nó rã thôi. Cái đó là cái cách hành động của từ bi. Thành ra thấy cái người mà bị vong vợ mình đừng có ghét họ, thậm chí mình đừng có ghét cái con ma đó, nó có duyên với nhau trong đó. Con cái của mình sinh ra còn vậy, nó không có duyên với mình đâu sinh ra, không sinh ra nó được. Cái tánh của nó đấy là cái duyên với mình đó. Cho nên mình sinh đứa con làm sao, tánh tình nó làm sao cũng là cái duyên của mình. Mình kết duyên với nó như thế nào đó. Thành ra đây là những cái cảnh giới gọi là phi chúng sanh đó. Chúng ta khởi tội rất nhiều phương diện, chứ không phải riêng gì con người không. Hoặc đối với người vô lậu mà khởi tội, tức là cái người này ở trong cái chứng quả niết bàn A-la-hán mà mình khởi cái tội ác đối với họ. Ví dụ như một vị sa di nghe thấy một vị nghe một vị tỳ kheo tụng kinh, cái âm thanh không có hay. Vị sa di này nói cái ông này tụng kinh tiếng giống như là chó sủa. Và vị tỳ kheo này biết mình đã chứng A La Hán và biết rằng cái quả báo của chú sa di này sẽ chịu như thế nào. Cho nên khuyên chú đó nên sám hối. Và chú nó giật mình phát tâm sám hối, tội nó tiêu giảm, không đọa vô địa ngục. Nhưng mà cái chú đó đọa thai nhiều kiếp làm con chó. Một câu nói thôi, đó là phạm cái tội đối với cái người vô lậu đó. À, rồi khởi tội đối với pháp vô lậu, cái hạn như kinh điển là cái thuộc về cái pháp vô lậu. Tất cả những cái phương hướng mà đối người ta giải thoát luân hồi đó là vô lậu. Ví dụ như chùa chiền mà chúng ta hủy hoại đi, tôi xin lỗi, cho chúng ta đồ đạc ở trong chùa mà chúng ta trộm cắp, tại vì nó đang phục vụ cho người ta, đỡ chi người ta tìm cái cách giải thoát luân hồi mà mình trộm lấy trong đó, làm sao mình không tội, không chịu tội nạn được, tại vì nó phục vụ cho sự giải thoát mà. Còn nó ở thế tục thì nó chỉ phục vụ cho cái đời sống của trong sinh tử, cho nên tội nó nhẹ hơn. Mà khi biến thành cái của chùa rồi mà mình lấy, thế nào chịu tội cũng lớn hơn là ở ngoài. Cái đó là chuyện bình thường, chứ không phải mình binh vực chùa để mình nói, mà cái ý nghĩa của nó, cái diệu dụng nó như vậy thì mình chịu cái ảnh hưởng đó. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Chúng ta cố gắng học thêm chút xíu nữa ha. Thầy cũng đang nỗ lực hướng dẫn cho các vị cho nó hết cái chương này để chúng ta qua ở chương khác. Những tội ác như vậy, lại nữa chúng con vì tâm ngu si mà khởi hạnh điên đảo, tin theo thầy tà, thọ lời tà giáo, chấp đoạn chấp thường, trước ngã trước kiến, làm theo si mê, khởi ra vô lượng tội lỗi. Tin theo cái thầy tà. Thầy tà là thầy sao chúng ta phân biệt được không? Hả? Ví dụ như trong cái đời sống tu học cũng vậy. Nó thẳng như thế này. Chúng ta gần bất cứ chỗ nào mà chúng ta tự thấy tâm mình không có tiến bộ, nó cũng cứ đau khổ, nó cũng cứ phiền não, nó cũng cứ vậy.
thì chúng ta biết chỗ đấy không có duyên với mình. Chưa nói là chánh hay tà. Có thể ông thầy đã giỏi lắm, nhưng mà ông không có duyên với mình. Mình không có lãnh hội được, không có thọ hướng được, thì mình ở đấy cũng vô nghĩa. Nên phát khởi để tìm kiếm một chỗ khác. Trong Phật Pháp đó, ở đâu chúng ta cũng sinh hoạt thoải mái tự do, nhưng chúng ta phải chú trọng sự phát triển của chánh pháp. Bởi vì nếu tâm của mọi người Phật tử mà mong cầu chánh pháp thì đỡ đáp ứng cái tâm này, chắc chắn dư tăng họ sẽ đi trong con đường chánh pháp. Còn nếu như tâm của các vị chánh cũng được, tà cũng được, thì nó sẽ xuất hiện là những cái vị tà vị chánh. Phải không ạ? Nếu như các vị phát khởi cái tâm chánh pháp, những cái vị tà pháp không có đất sống đâu. Tại sao đâu có gần các vị được, các vị đâu có gần họ được. Tự nhiên họ cũng sẽ trở thành những người chánh pháp. Bởi vì họ muốn sống còn, họ phải tự tu tính. Đó là điều mà thầy rất là mong muốn chúng ta phát khởi cái tâm chánh pháp. Thấy cái gì nó không ổn là chúng ta lui liền. Chứ đừng có mà sợ lo cái này cái kia. Rốt cuộc không giải quyết được gì đâu. Cái chuyện thầy tà, thậm chí nó có nhiều vị ấy, có nhiều vị thầy mà cư sĩ mà không có quy ngưỡng Tam Bảo, cũng chẳng có giới đức gì cả, biết một chút Phật pháp có thể đứng ra làm thầy người khác được sao? Đâu có đơn giản vậy. Bản thân mình tự chưa ra khỏi được, đồng ý hành Bồ Tát đạo cũng có thể hướng dẫn được người khác, nhưng mà không có đơn giản đâu. Nó thấy vậy do cái sự biến hóa ở trong tâm phức tạp vô cùng. Nói ra đụng chạm quá, thầy không dám nói nhiều. Các vị cẩn thận điều này. Bản thân thầy á, thầy gần ai một thời gian mà thầy thấy không có sinh ăn, không có tự giác, không sinh sự hiểu biết, tự nhiên mình đi lui liền. Kinh điển ngày xưa cũng vậy. Thầy đi giảng 2 năm, thầy giảng rất nhiều cái đề tài khiến người ta nghe yêu thích vô cùng. Giảng cho người ta nghe, người ta buồn, người ta mất, người ta khóc, leo mấy cái khăn. Giảng cho người ta cười ghét ngang ghét nghéo. Già trẻ lớn bé gì, những chuyện đó thầy cũng đã từng làm. Và nếu như thầy đi theo con đường đó một thời gian, thầy biết chắc rằng cái tiếng tâm nó vang dội nhanh lắm. Nhưng mà sau thời gian thầy thấy trong tâm mình sao nó không phát triển, nó không tăng tiến cái gì hết, nó không tạo ra một cái định lực siêu thoát nào hết, mà nó giống như là mình, giống như là một cái ông làm hề trên sân khấu ấy. Mà chúng sanh nó buồn khổ, nó cần nguôi ngoai đi một chút vậy thôi. Cho nên sau đó thầy thấy con đường này không phù hợp với duyên của mình. Thế nên thầy không nói rằng là người khác hay người khác họ có duyên khác, còn bản thân mình không có duyên như vậy. Lập tức dừng lại, lấy bộ kinh Đại Thừa ra thấy nặng lắm, nó dài quá, nó mệt quá, làm sao mà người ta đủ sức người ta học đây. Nhưng mà khi phát tâm giảng như vậy, trong tâm nó luôn luôn tăng trưởng đạo phước, đạo nghiệp, và thấy cái sức giải thoát nó sinh ra ào 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 như vậy đó. Và mỗi ngày ở đây bản thân thầy càng làm nhiều Phật sự thì cái cảm thấy cái tuệ giác trong tâm càng ngày nó càng sinh ra mạnh hơn. Và những cái điều mà mình học, mình được cái cơ hội để mình trải nghiệm, để mình thực tế nó, để mình thấy được là mình học như vậy, bây giờ nó như vậy, và mình chứng thực được nó. Đó là những điều mà thưa quý vị, chúng ta nên tập trong cuộc sống, chúng ta sẽ có được những kết quả này. Rồi tin theo cái gì? Tin theo cái lời tà giáo chấp đoạn chấp thường, trước ngã trước nhân. Trước ngã trước nhân á, tức là năm cái tà kiến á, tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Đó gọi là trước cái kiến, chấp trước cái kiến, là kiến chấp á. Chấp ở trong cái gì? Trong cái tà kiến điên đảo gọi là trước kiến. Chữ này nó khó hiểu chứ mà nghĩa là ở trong năm loại tà kiến, biên kiến, kiến thủ với cấm thủ. Đó. Và nếu như phát triển các cái loại kiến chấp này lên thì nó thành 62 loại tà thuyết. 62 loại tà thuyết. Hồi nhỏ cũng có cái duyên là quý thầy bắt thầy học thuộc 62 tà thuyết. Họ đã học thì không biết làm gì. Và có vẻ trong lòng phản kháng.
Nếu con đi học Phật Pháp, tự nhiên thầy bắt con học thuộc 62 tà thuyết. Thì lúc đó thầy ông nói mấy ngày ông nói là ông nói là ở trong người con nó cũng có 62 tà thuyết vậy, chứ đâu phải không có. Con dạ nếu có thì con nên bỏ đi, chứ con không muốn học nữa. Đó. Nhưng mà thưa quý vị, nó cũng may, may là nó có lợi cho hoằng pháp. Thì sau này đi ra hoằng pháp lên độ sanh, thì lúc bây giờ những người nào mà ở trong loại tà kiến nào là thầy biết nhé. Thấy họ ứng xử như vậy, họ lại nói ô đó là thuộc tà kiến đó, tức là mình đã thuộc rồi, mình do hiếu lắm, và cái tà kiến đó thì phải lấy kinh gì, lấy pháp gì đối trị. Đã, như vậy nó vô tình nó hỗ trợ cho mình trong hành pháp. Nhưng mà nếu như mình không học ở đây thì mình không thấy rõ, và mình biết rõ là tà kiến như vậy nó sẽ dẫn tới đâu, đọa lạc tới đâu cũng biết rõ luôn. Nhưng nó ở trong năm cái kiến căn bản là thân kiến, biên kiến, tà kiến và kiến thủ, giới cấm thủ đó. Đó là trong phạm vi đó thôi. Đó gọi là gì? Là ngũ lợi xứ. Chỉ cần học thông suốt tự nhiên nó mất, chứ không có gì khó khăn trong này hết. Những tội như vậy vô lượng vô biên. Những nhân duyên ấy chướng Bồ Đề tâm, chướng Bồ Đề nguyện, chướng Bồ Đề hạnh, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Học nữa không? Mệt chưa? Thấy đi mới mua đen rồi đó. Thôi chúng ta dừng ở đây. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đệ tử.